Nhận tin báo của quần chúng nhân dân, tại khu vực tổ 5 khóm Trung Thạnh, phường Mỹ Thới có tổ chức mua bán số lô số đề. Công an thành phố Long Xuyên phối hợp công an phường Mỹ Thới tiến hành kiểm tra hành chính bắt quả tang tại nhà 4 đối tượng gồm Nguyễn Thị Mỹ Hạnh sinh năm 1983, Trần Thị Hường sinh năm 1969, Lương Ngọc Hường sinh năm 1987 và Phan Kim Miến sinh năm 1999, tất cả đều ngụ địa chỉ trên. Lực lượng thu giữ tổng cộng 28 tờ phơi, cùi lai ghi số đề với tổng số tiền trên 14.800.000 đồng và trên 21 triệu đồng tiền mặt. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định pháp luật.